Bài thương phó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải một người cho Pilato. Pilato hỏi người: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: ông nói đúng. Và các kỳ thượng tế cáo người nhiều điều. Pilato lại hỏi người rằng: ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Pilato ngạc nhiên. Và mỗi dịp lễ, quan có thói quen không thích cho dân một người đồ quý họ xin. Bây giờ trong tháng có tên Ba-la-ba bị giam cùng với những kẻ biến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Pilato xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Pilato hỏi: các ngươi có muốn ta không thích cho các ngươi vua dân Do Thái không? Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tuông mà các thượng tế đổ người. Nhưng dân xin quan cũng thích Ba-la-ba cho họ. Pilato bảo dân chúng rằng: các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái? Dừng chúng lại kêu lên: đóng đinh nó đi. Pilato đáp lại: người này đã làm gì đến tội? Xong chúng càng la to hơn: đóng đinh nó đi. Sau cuộc Pilato muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-la-ba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điều người vào sân tiền đường và tập hợp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng cái đặt trên đầu người, đoạn chào người: tôi vua dân Do Thái. Rồi chúng lấy cây sạch đến đầu người, khát nhổ vào người và quỳ gối chiều bái người. Khi đã nhạo người người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người, và chúng điều người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon quê ở Cyrene, là thân phụ của Alexandro và Rufo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông bắt đỡ thập giá cho người. Chúng điều người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha hộp sườn, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá và có bản án ghi rằng vua dân Do Thái. Và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy lời ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói: kìa, kẻ phát điện thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế và các luật sĩ cũng nhà báo người và nói với nhau: nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ Thánh Kitô của Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà đi vào. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng một người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, với tâm bao trùm toàn thể lãnh thổ, và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lema sabachthani, nghĩa là: lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: kìa, nó gọi Elia. Bây giờ có kẻ chạy đi những viên bông biển đầy dầu và quấn vào cây sậy và đưa lên cho người uống và làm: hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và chút hơi thở. Mặt trong điện thờ sẽ ra làm đôi từ trên xuống dưới. Vệ sĩ quan đứng trước mặt người thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế liền nói rằng: đúng, người này là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đồng của Chúa, hôm nay toàn thể giáo hội tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Jerusalem để hoàn tất hầu nhiệm vinh quang của Ngài. Vì thế ngày lễ hôm nay có hai phần: phần đầu ghi nhớ việc Chúa vào thành thánh bằng một rước kiệu là phần hai là thánh lễ tưởng niệm vụ thương khó của Chúa. Trước hết chúng ta cùng với mọi người tất cả cùng theo như dân Chúa Jerusalem xưa, chúng ta nỗ lực kéo nhau đi để chúng ta đón chào Chúa, miệng tung hô reo hò của Chúa và dành cho Chúa một nghi lễ đón tiếp như một vị vua của dân Do Thái xưa. Những người Do Thái vừa đi vừa tung hô hoan hô con vua David và đến những nhân danh Thiên Chúa mà đến, và người người đồng nhiệt hò reo, nhưng Chúa Giêsu im lặng chấp nhận để họ rước rước và tung hô như thế. Ngài là một vị vua vinh quang nhưng khiêm hạ. Ngài không phải là vị vua như dân Do Thái mong đợi, nghĩa là vua phần xác đến để giải phóng dân tộc họ, cho họ cảnh thái bình thịnh vượng và đem lại cho họ thương no áo ấm, giải thoát khỏi nô lệ đô hộ của người Roma. Nhưng Ngài là vua trong lòng của họ, đem đến tình thương và hòa bình. Và cũng trong ngày mừng vui này thì chúng ta lại nghe đọc bài tường thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cuộc khổ nạn diễn ra vào ngày thứ sáu sau Chúa Nhật Lễ Lan, nghĩa là thì sau ít ngày người ta nhận diện tung hô Chúa Giêsu thì dẫn cho thái là hò la đà đào chống đối và đòi giết Chúa, thậm chí con Chúa không bằng một tên trộm cướp là Ba-ra-ba. Ngài đã bị bắt, bị trói, bị dẫn đến trước mặt thượng đế Ca-i-pha, đến trước quan tổng trấn Phi-la-tô, bị xét hỏi, bị đánh đập, bị kết án và cuối cùng bị hành quyết trên núi sọ như một tên trọng phạm của xã hội. Chúng ta chứng kiến hai thái độ trái ngược nhau của dân Do Thái: lúc thì hô hoan hô, lúc thì đà đạo, lúc đưa Chúa lên ngai vua, nhưng lúc lại hạ người Chúa và giết Chúa trên thập giá như một tên tử tội. Chắc hẳn là chúng ta cảm thấy bức xúc khó chịu vì hai thái độ lật lọng này. Nhưng chúng ta có biết đâu, chính chúng ta cũng có thể như vậy thôi. Bởi vì giữa Chúa Nhật Lễ Lan và thứ sáu tuần lành có thể phản chiếu chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hôm nay chúng ta hoan hô chúc cầu vạn vế, nhưng ngày mai chúng ta gào thét đà đạo: hãy đóng đinh hắn vào thập giá. Hôm nay chúng ta yêu thương, ngày mai chúng ta oán ghét. Hôm nay chúng ta hiền lành, nhưng ngày mai chúng ta hung dữ. Có thể ngay ở trong nhà thờ chúng ta là những người con ngoan đạo, nhưng ra khỏi nhà thờ chúng ta lại trở thành những kẻ đằng đằng sát khí. Rất có thể và chắc chắn chúng ta nghĩ rằng mỗi người khi nhìn lại mình có thể như vậy. Lúc chúng ta đưa Chúa làm vua lòng của chúng ta, nhưng lúc chúng ta xua đuổi Chúa khỏi lòng chúng ta, đóng cửa Chúa khỏi, bởi vì chúng ta nước mắt quỷ là tội lỗi và trong con người của chúng ta. Xin cho chúng ta hãy sám hối, đặc biệt trong tuần thánh này, bởi vì chúng ta biết rằng chỉ có Giêsu mới là đấng cứu chuộc đem lại cho chúng ta sự sống đích thực và muôn đời. Giờ đây xin cầu bạn đứng lên vì sự tin tưởng.